sắp ra mắt siêu biệt thự nghỉ dưỡng rộng gần 200 hectare giáp cửa ngõ phía Tây Hà Nội. The Forest Villas tọa lạc tại vị trí đắc địa cùng hệ thống tiện ích siêu đẳng cấp, hứa hẹn trở thành dự án tiềm năng với thị trường bất động sản BDS thấp tầng miền Bắc. The Forest Villas, lợi thế hiếm có từ vị trí đắc địa. The Forest Villas tọa lạc tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, giáp danh cửa ngõ phía Tây Hà Nội, cách khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc chỉ 7 phút chạy xe. Cách thành phố Hòa Bình khoảng 20 km về phía Bắc, có vị trí thuận lợi cho việc giao lưu, phát triển kinh tế, văn hóa, thương mại và du lịch. The Forest Villas nằm trên tuyến đường cao tốc lớn được quy hoạch đi qua khu đô thị sẽ là cầu nối liên kết, thuận lợi cho việc di chuyển giữa Hà Nội tới khu vực Tây Bắc và các khu vực lân cận. Với vị trí đắc địa, The Forest Villas sẽ là điểm đón lý tưởng, điểm dừng chân thú vị trong hành trình nghỉ dưỡng từ thành phố Hà Nội tới các thành phố thuộc Tây Bắc và ngược lại. The Forest Villas được đầu tư bài bản từ cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông cho tới các tiện ích cảnh quan và môi trường sinh thái, sở hữu nhiều lợi thế như vị trí đắc địa, lối quy hoạch hợp lý, thiết kế tối ưu phù hợp với mọi nhu cầu nghỉ dưỡng. Những căn biệt thự ẩn mình bên rừng già, tiếng suối róc rách với bầu không khí trong lành, xanh mát đều hội tụ tại The Forest Villas, nhưng chỉ cần bước chân ra khỏi dự án, chủ nhân đã có thể hòa mình vào nhịp sống hiện đại, năng động với quần thể nghỉ dưỡng sang trọng. Tất cả tạo nên một khu đô thị mơ mộng với dịch vụ cao cấp hiện đại và những công trình biểu tượng tại thiên đường núi rừng này. Vẻ đẹp từ những con phố sầm uất giữa khoảng không núi rừng không chỉ cảm nhận bằng thị giác mà còn đi sâu vào tiềm thức mỗi người. Với hình thức kiến trúc đa dạng trên từng dãy phố, các khu phố với đầy đủ tiện ích cùng hệ sinh thái đa dạng, độc đáo tạo nên những nét chấm phá, nổi bật giữa cảnh sắc thiên nhiên, tạo thế vượng khí hội tụ, sinh thái giao hòa. Lối kiến trúc độc đáo, The Forest Villas được thiết kế bởi đội ngũ thiết kế người Nhật giàu kinh nghiệm theo phong cách thiết kế biệt thự kiểu Nhật hiện đại lần đầu tiên ra mắt. Dự án có tổng diện tích lên đến gần 200 hectare, dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng gần 2.000 căn biệt thự nghỉ dưỡng với sổ đỏ pháp lý vĩnh viễn. Mỗi căn biệt thự đều được thiết kế theo lối kiến trúc độc đáo, như bản giao hưởng giữa lối kiến trúc của hai nền văn hóa Đông, Tây trên nền xanh nhiệt đới của rừng núi trắng lệ. The Forest Villas đưa đến những trải nghiệm đầy mới mẻ và mê hoặc với thứ xúc cảm mang phong vị của thiên nhiên hòa cùng sự chỉn chu, lãng mạn trong không gian sống. Lấy cảm hứng từ sự liên kết giữa thiên nhiên với con người, khối công trình mang phong cách kiến trúc độc đáo, hình khối đạt tỷ lệ vàng, đường nét tinh tế, sử dụng gam màu. Vật liệu đặc trưng của trường phái kiến trúc phương Tây hòa cùng cảnh sắc Tây Bắc vừa giữ được nét văn hóa vùng miền nhưng cũng không kém phần hiện đại, tiện nghi. Tất cả những điều đó đã tạo nên một không gian sống tràn đầy năng lượng, gần gũi với thiên nhiên. The Forest Villas được đầu tư bài bản từ cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông cho tới các tiện ích cảnh quan và môi trường sinh thái mang đến cho cư dân một không gian sống viên mãn, một cuộc sống xanh an lành và thịnh vượng, đa dạng lựa chọn. The Forest Villas được thiết kế trở thành một quần thể kiến trúc tinh tế kết hợp với cảnh quan thiên nhiên núi rừng hùng vĩ. Các phân khu cảnh quan được định hướng theo tên của các loài hoa tạo nên nét đẹp riêng biệt đặc sắc cho từng phân khu. Giá trị cảnh quan ở The Forest Villas không chỉ bởi sự đa dạng của số lượng rất lớn các loài cây, loài hoa mà còn là không gian cảnh quan được đầu tư, quy hoạch với quy mô lớn. Với nguồn cảm hứng của một khu đô thị sang trọng, đẳng cấp với sắc xanh, kiến tạo không gian sống hoàn hảo nhất cho mọi gia đình. Như một bản giao hưởng giữa lối kiến trúc của hai nền văn hóa Đông, Tây trên nền xanh nhiệt đới của rừng núi Tây Bắc, The Forest Villas đưa đến những trải nghiệm đầy mới mẻ và mê hoặc với những siêu biệt thự đơn lập trong rừng mang đậm phong vị riêng chưa từng có. Thông tin mới nhất từ chủ đầu tư gần đây đã tiến hành triển khai xây dựng cổng chào, thác nước, trồng hơn 1.000 cây cổ thụ và tiến hành ươm và trồng gần 10.000 cây xanh trong toàn bộ dự án. Dự kiến cuối năm sẽ hoàn thiện pháp lý và hạ tầng giai đoạn một đủ điều kiện kinh doanh. The Forest Villas là một trong ít các dự án tại tỉnh Hòa Bình khách hàng được sở hữu sổ đỏ vĩnh viễn. Tên dự án: The Forest Villas. Vị trí dự án: km 14+100 cao tốc Hòa Lạc, Hòa Bình, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Diện tích dự án: 200 hectare. Loại hình sản phẩm: biệt thự nghỉ dưỡng. Quy mô dự án: 2.000 căn. Pháp lý: sổ đỏ vĩnh viễn.